dự pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc na hậu đa la tam biểu tam bồ chẳng nhu khi đang hành lễ Nàng Hương. Nàng Hương đang xin lộc à? Xin lộc về cô. Chuẩn bị xong chưa? Không, mẹ Phương ngày mai mới về. Xong chắc khoảng 5 giờ mới xong, 4 giờ 5 giờ mới xong. Vậy là mình đi trước. Không, thì ngồi về trước rồi. Đúng rồi, mới đi mà ông về trước. Ừ, rồi. 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 Dân tình đang đi ra lăng bạ chỗ gì đấy chụp hoa ban.